bước sân cứu. Tay thuận cầm kim. Ngón cái và ngón trỏ cầm tốc. Ngón giữa tì vào kim. Tiến kim chậm vào huyệt về đắc khí. Bệnh nhân thấy đang tức tại chỗ chân.
cả về cả cái nước như vậy. Còn thầy thuốc thì thấy như nào? Có những chỗ có những người nhạy cảm là sẽ hơi quầng đỏ cái gì? Rồi nó sẽ có dấu hiệu là hơi bút kim, hơi bút được nhá. Còn chẳng là thấy kim kiểu sách ra ngoài là cái kiểu càng sâu ấy. Và khi bạn cầm về thấy nó tức nặng, nhân cái kêu tức nặng, hơi nặng tay một tí rồi. Về một lúc một thấy nó nặng tay ấy. Còn nó về mà còn nó cái tuột này là chưa đăng ký đâu. Về lúc thấy nó hơi nặng một tí, sau bạn hơi rút lên một tí thì cảm giác nó kéo lên như thế này, rút cho không trôi lên. Đấy là nặng. Còn các bạn hơi rút lên cái nó tuột lên trên rồi, nó cũng kéo lại thì đấy là chưa chuẩn. Thế thì lúc đấy các bạn phải về thêm nhá, về thì khoảng là đánh sâu một chút thì thời gian lưu kim khoảng 15 đến 30 phút. Có thể bắt máy, có thể hơi thiếu ngại, tùy lưu kim 15 đến 30 phút. Em như thầy sửa mắc máy với cả để kim không thì cái hiệu quả nó sẽ vẫn được 30%. Nếu mà bệnh liệt thì các bạn lên dùng điện, và đau quá thì các bạn dùng điện giãn cơ nhanh. Còn những bệnh kiểu toàn thân thì không chứng rồi suy nhược thì về nó không có hiệu quả lắm. May thì dùng điện cho bệnh nhân. Về nó có cái này của ấy. Còn mắc điện thì nó sẽ ngồi liệt nhanh hơn. Sạch nó đi nhiều. Mắc điện đây dòng thịt heo đủ kinh. Vâng nhá. Các bạn lưu kiên 15-20 phút sau đấy các bạn rút kim. Rút nhanh. Thì bông ra. Tránh chảy máu. Mới đầu tập chậm như thế đó. Bổ tả phía sau. Đấy, thì các bạn đây các bạn chỉ về kim nhỉ? Trong thời gian lưu kim về không thả về một cái cho tức nhận hết tất để về cái không thì các bạn mắc máy và các bạn cứu ngại đấy rất nhiều. Mới tập chậm thì chậm hẳn nhá, chưa chậm quen thì cứ chậm hẳn. Sau này trong que rồi thì trong xiên rồi trong viêm trong nguồn kim nó xiên liền các kiểu đấy. Các bạn tư thế trong thẳng này rồi dây kim mắc máy cứu ngại trong thẳng là qua lại nhất rồi thay cho trong viêm nào trong viêm 100 độ 160 độ 90 độ nhá. Cái trong xiên nữa 15 độ là đấy đúng không? Này thì đau nhất rồi, qua da chậm, người ta qua da chậm. Sau thì các bạn cứ chậm thẳng trước, sau các bạn nghiên cứu sau, vì qua da đúng không? Có máy thì đây thầy giới thiệu các bạn máy. Máy này máy trẻ nam thôi. Vừa dùng với đá, có cơm, cả rồi. Chỉ nước dây ở trong không? Đá tiền này cắt nó vào của không sao lại không lên cuối đấy có phép lên rồi là sao thì cấu tạo nó là bằng sắt nhá. Đằng sau này các bạn nhìn đằng sau trước này có một cái lắp, mở lắp ra thì dùng pin có bốn cục pin vào pin này dùng rất là lâu nói chi nhau bốn cục này dùng được cả 10 năm nhá. Lắp pin xong rồi nhá thì các bạn sẽ bật cái công tắc này, đều là công tắc on này. Và khi mà bật lên thì nếu mà nó chạy thì nó sẽ nháy này, đèn báo có điện. Đối với có hai đèn xanh đỏ, từ 12 cái bóng xanh đỏ điện được. Yeah. Thì đây các bạn lưu ý là cái phần này ấy, chính là cái tần số, tức là số nhịp nháy trên một giây ấy. Rồi tần số đúng không? Vật lý này, bạn chỉnh càng cao thì tần số càng nhanh. Mỗi một lần nháy là một lần kích thích biểu hiện. Pin. Đó, nó giật. Hai cái này đều là tần số. Yeah. Hai cái này là tần số. Thằng xanh chỉnh đèn xanh, đỏ chỉnh đèn đỏ. Xanh đỏ thì nó sao?
Nhưng đều là tần số nhá, ngày con nhìn thấy này. Đó, nhảy liên tục này. Liên tục này thì chấm tay, chấm bằng tay người ra. Tần số nhỏ đấy. Cái tần số này sẽ quyết định là xem chấm cổ, chấm tạ. Nhảy nhanh là chấm, chấm tạ. Nhảy chậm này là chấm cổ. Còn đây người ta phân luôn đây rồi. Thằng đỏ này nó sẽ kiểm soát tần số của hai thằng đỏ này. Được chưa? Các bạn muốn chỉnh thằng này nhảy nhanh nhảy chậm thì phải bằng thằng này. Đấy. Thì nó sẽ ra nhảy ngay. Thằng này sẽ chỉnh thằng này, tần số của thằng này. Đấy. Thì ở đây người ta đã chỉnh đây là cái màu xanh đây là kinh tạm, bắt nhiệt chân tạm. Còn màu đỏ đây là để bắt nhiệt chân bổ. Tả nó nhảy nhanh hơn mà. Cái bước bước nhảy của nó đầu nó nhanh hơn. Thì các bạn kịch thì hai thằng này nó sẽ thằng xanh bao giờ nhảy nhanh hơn. Bổ thì cần từ từ thôi. Tả thì nhảy nhanh. Đấy là về cái núm này. Còn cái này thì mỗi một cái núm sẽ điều chỉnh cái dây này. Những cái dây này nó có hai đầu để kẹp vào hai pin. Không quan tâm đỏ đen gì đâu nhé. Đấy. Thì cái này là cái gì? Đó là cái cường độ, tức là độ mạnh yếu. Tùy theo kích thích chịu đựng của từng người. Có người người ta chịu tốt, người ta toàn thế rất cao này. Có người một tí thôi, người ta đã kêu đau rồi. Đấy thì tùy bệnh nhân nhé, các bạn điều chỉnh của họ. Thì đây là cường độ, nó điều chỉnh đây này. Thằng này điều chỉnh đây này. Thằng này đây này. Ba dây này các bạn sẽ mắc vào kim chân tạ. Do ba thằng này chỉnh độ mạnh yếu. Nó chỉnh nhanh chậm thì là thằng này. Còn hai thằng này là cây bổ. Đây là chỉnh mạnh yếu của cây bổ. Đây chỉnh tần số của hai dây này. Các bạn cứ không kẹp vào một kim. Còn thiếu thì các bạn hai kẹp hai kim. Nhưng mà kim gần nhau không kéo nó sang kẹp vào thôi. Kim nào nó có quy tắc của nó, có quy tắc mắt của nó. Tí rồi thì nói hết. Như vậy với 5 cái đầu ra này thì nó sẽ kẹp được 10 chip. Còn máy có 6 đầu ra thì là 12 chip. Khi nào gần nhau thì các bạn phải kéo nó sát lại, không kẹp vào. Ví dụ mấy cái nhập ở đầu còn cổ này, cho nó sát nhau thì các bạn kẹp nó một cái này thành 2 chip được. Đây là về máy nhá. Tần số, cường độ. Khi mà các bạn bắt máy thì bao giờ các bạn phải kiểm tra xem có điện không ạ? Chỉnh cho nó về đúng cái tần số mình mong muốn. Đó, ví dụ các bạn muốn 2 nhát về là 10 nhát, dây 10 nhánh cũng được, 3 và nhánh cũng được, các bạn chỉnh trước. Sau khi chỉnh rồi các bạn kiểm tra xem là nó về không hết chưa. Về không hết chưa đã nhé. Sau rồi các bạn mắt vào bệnh nhân. Nhiều bạn cũng để ý là nó lên cao thì mắt cái nào giật là nó đau. Rồi sau về không hết nhé. Sau các bạn mắt, các bạn muốn chỉnh. Chỉnh từng cặp một. Nó đỡ nhầm. Quy tắc mắt như nào đúng không? Quy tắc mắt nha. Mắt thì nó nhiều quy tắc. Mình có phải điều gì nhé. Quy tắc đầu tiên là mắt bồi dưỡng. Tức là các bạn châm hai việc như nhau này. Hai bên thì bạn mắt với nhau đúng không? Đây là mắt bụi sừng. Châm lưng hai bên đúng không? Hai bên thần du hai bên các bạn mắt là hai bên cũng chỉ hai bên mắt bụi sừng với nhau thì gọi là mắt bụi sừng. Đấy là châm hai bên. Còn có những người là châm một bên luôn. Một cái dây đỏ một cái dây đấy thì là hai cái dây khác nhau cái gì ạ? Chẳng khác nhau. Phụ ra một tầm điểm. Màu mà thế cho đẹp. Mắt bụi sừng như thế dòng điện không đi qua đâu thầy. Bây giờ phục trì và thục trì thì dòng điện. Nó cũng dày nó cùng tối mà. Nó có nhiều cái này. 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 Nó có nh
Bệnh nhân liệt cơ to mắc với nhau, cơ nhỏ mắc với nhau. Tìm nghĩ chẳng mắc gì,